Chuyện lính chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Tuấn. Cựu chiến binh lính trinh sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 29, sư đoàn 307. Phần 5. Từ khi D7 đến hỗ trợ cho C6 quân số trong đơn vị được tăng lên. Lúc này đơn vị đã đủ cơ số để tuần tra quanh danh trại, mở rộng những đợt truy quét dài ngày và chốt chặt trục đường mòn không cho địch từ nội địa hợp quân bên kia biên giới. Ngày hôm sau, tôi dẫn một trung đội, có cả vài lính D7 đi tuần trong vòng bán kính 1 km xung quanh danh trại, phát hiện nhiều bếp ăn dã chiến của địch, có rất nhiều ổ lá địch lót nằm, vỏ mì tôm nhãn hiệu Thái Lan vứt bừa bãi những vỏ lon thịt hộp chúng dùng dao nhọn đâm thủng nắp theo hình chữ thập để cậy ra ăn thịt vẫn còn thừa trong hộp thật lãng phí tôi thèm quá lấy ngón tay ngoái một miếng cho vào miệng protein thấm vào miệng ngây ngất đến không ngờ gọi là tàn quân mà sao bọn nó còn ăn sang hơn cả mình những người lính chúng tôi nếu dựa vào khẩu vận ăn chỉ có một lon thịt lợn say bé tí hòa tan ra cho cả đại đội ăn Quần trang của địch cũng rất tốt và nhẹ, vừa nhẹ vừa bền. Quần áo phin pha ni lông, mùa khô thoát mồ hôi, mùa mưa nhanh ráo nước. Lính ta áo quần sợi bông, chỉ vài tháng mùa khô, mồ hôi thấm ẩm vải, làm rách bươm. Ít có người lành lặn. Rừng xanh âm u, không một tiếng động. Chúng tôi thận trọng từng bước, giãn cách cự ly, quan sát thật kỹ càng. Bỗng một loạt AK bắn thẳng vào giữa đội hình chúng tôi. Rồi B-40 M79 âm âm rội xuống. Đã quen với cận chiến, chúng tôi vội vã nằm xuống chống trả. Vì rừng rậm nên không phát hiện ra đối phương. Chỉ thấy chỗ nào có khói súng phụt ra là bắn thẳng vào đó. Trung đội phó Phạm Tấn Sắc cho lính lợi dụng các gò đất vận động dần về phía trước, bắn yểm trợ cho người sau tiến lên. Bọn địch vừa bắn vừa rút lui. Đang ham đuổi địch, bỗng nghe tom, tom hàng loạt tiếng đề pa cối 82 của địch phía trước mặt vọng lại. Chúng tôi rút vội xuống lòng suối cạn, hồ nhau chạy. Tiếng đạn cối ầm ầm sau lưng, thật hú hồn. Điểm danh lại thì không có ai bị thương. Chúng tôi lắp thêm đạn, tiến về nơi có tiếng cối phát ra. Lần này phải quyết nhổ bằng được trận địa cối của chúng. Khi đi rất hăng hái, nhưng càng gần với trận địa, chúng tôi lại cảm thấy lo lắng. Một khẩu đội cối 82 luôn luôn đi với một đội ngũ tiểu đoàn quân số ít nhất cũng phải 100 quân. Một trung đội chúng tôi liệu có chống đỡ nổi không? Tôi cũng rất căng thẳng. Trận này là một trận quyết tử. Chúng tôi dàn hàng ngang, lợi dụng địa hình địa vật, từng bước tiến lên. Từ xa đã nhìn thấy cây que buộc những lán trại tạm thời. Dưới đất mòn dịn những dấu chân trần, không khí lặng như tờ, mùi hôi của máu khẳng lên. Xung quanh là băng gạc những vết máu đen sẫm. Tôi phát hiện 3-4 vỏ đạn DK-82 còn đậy nắp, không dám đụng vào sợ bị bẫy. Không tiến vào trung tâm, chúng tôi nằm im nghe động tĩnh. Đàn vượn trên cành đã hót véo von gọi bầy. Bỗng từ phía đông đổi tròn, hướng trung đội Anh Vĩnh B4, dội lên tiếng mìn định hướng. Tiếng súng các loại nổ vang trời. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi khẩn trương chiếm lĩnh trận địa của địch. Chúng đã bỏ đi khi đã đụng độ chỉ để lại mấy cái bếp vẫn còn cho ấm và lán trại tạm thời buộc bằng que rừng, phủ lá vẫn còn xanh. Anh Sắc cho tổ chức đón lõng, hy vọng chúng bị phục kích ở hướng trung đội Anh Vĩnh. Tàn quân phải quay lại vị trí cũ, chờ cả buổi chiều, không động tĩnh, đành phải trở về đơn vị. Không có chiến thắng, chẳng có thương vong. Chúng tôi về tới doanh trại, đã được lính ngoài vọng gác báo tin, trung đội 4 phục kích diệt 8 tên thu được nhiều vũ khí cùng nhu yếu phẩm của địch. Tuy đội hình chúng tôi không đạt được thành tích gì, nhưng cũng rất phấn khởi vì trong đơn vị đã diệt được địch. Thằng Thái ghé tai tôi nói, tối nay qua B4 nha, thế nào cũng có mì tôm ăn, ít nhiều cũng được điếu thuốc thơm. Căn hầm phối thuộc trên C6 nằm giữa trung tâm đại đội, gần với bếp ăn nên lúc nào cũng đông vui. Nơi đó là nơi của trinh sát và thông tin tá túc đôi khi có khách từ các đơn vị khác lỡ độ đường xin ở lại vài ngày. Nay thêm trinh sát và thông tin tiểu đoàn 7 lên hỗ trợ nên càng đông vui hơn. Có người kêu chật quá, tiền sứt là lính thông tin hài oát của D8 nói đùa. Ông nào chê chật thì ra kho quân khí mà ngủ nhá. Kho quân khí C6 nằm ngay sau lưng nhà hầm chúng tôi, tuy nhỏ nhưng vững chắc, được kè gỗ cẩn thận để chứa đạn dược vẫn còn nhiều khoảng rộng và cũng là nơi tôi đặt các tử sĩ trong đó, vừa ấm áp vừa phòng tránh được những thú rừng mò và ăn xác. Đầu tiên còn sợ, sau cũng thành quen. Các lính D7 hồn nhiên sôi nổi hơn chúng tôi. Xuân và Hải trinh sát D7 hay hát, hát toàn những bài hát lính, những bài hát mang nỗi buồn lính trận. Vì yêu quê hương, anh cầm súng ra đi. Hoặc mẹ biết bây giờ con đang ngồi hố nhỏ. Giai điệu buồn thống thiết nhưng mà hay và rất hợp với cảnh. Trung và Thành thông tin hai oát của D7 là đồng hương với tôi, nhưng hai chàng trai này lại có dáng dấp thư sinh, luôn thích trải chuốt làm đọm. Thành Jun là con trai duy nhất trong gia đình trí thức, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều sống ở phố Thi Sách, một khu phố đẹp nhất của Hà Nội. Còn Trung ở ngay ngã tư Trung Hiền, Gia đình Trung bán vòng hoa tăng lễ Lâu năm ở chợ mơ Nhà tương đối khá giả Trung rất hiền lành Nói năng nhỏ nhẹ Luôn luôn có sẵn gương lược trong túi ba lô Dù có vất vả hành quân Hay thọc sâu truy quét Vẫn giữ phong thái đĩnh đạc Tóc rẽ ngôi Áo bỏ trong quần nai nịt gọn gàng Có lần thằng Xuân hỏi tôi Tôi hỏi thật nhé Đồng Hương có phải người Hà Nội không? Sao Đồng Hương lại hỏi vậy? Tôi thấy ông chẳng giống người Hà Nội gì Không trắng trẻo như Thư Mượt Không ngang tàn như Đỗ Hen Chẳng lãng tử như Thành run Chẳng điệu đà như Đồng Hương Trung Thông Tin đây Tôi chỉ cười Giải thích gì đây Tạng người của tôi nó như vậy Làm lũ từ thuở nhỏ Sống trong một xóm lao động nghèo Nên nỗi nhọc nhằn nó hiện lên khuôn mặt Xuân người Đà Nẵng Là cựu trinh sát của D7 Nhập ngũ năm 1977 Người nhỏ bé nhanh nhẹn ăn nói hoạt bát rất hay quan tâm mọi người ánh mắt nhìn thẳng nên có vẻ trẻ trung hơn tôi tôi và xuân khá hợp nhau xuân hay hỏi tôi về nghiệp vụ trinh sát những kinh nghiệm đi thực địa nơi này ra sao tình hình hoạt động của địch như thế nào cũng như bố phòng quanh danh trại có bao nhiêu điều được tôi biết tôi chỉ hết cho xuân vào một buổi tối sau khi giao ban tôi nhận nhiệm vụ sáng mai đi truy quét dài ngày phía nam với đơn vị cũng là lúc xuân phải dẫn dê bảy xuống tuyến dưới lấy lương thực thực phẩm ngày mai mỗi người một hướng bữa cơm tối bày ra nhìn nét mặt chung bần thần tôi hỏi làm sao đấy thành run kể vừa rồi nó đi tắm sờ vào túi cóc thấy gương vỡ làm đôi không có gương soi để chải đầu nên nó buồn ui dào, cả đời thằng tôi không gương lược có sao đâu hôm nào nhờ mấy thằng xuống cam tuất mua lại một cái nhưng gương vỡ thì độc lắm Liệu có sao không đồng hương Xuân trả lời Tôi hay đi đầu còn chẳng sợ Ông là thông tin đi giữa thì lo mẹ gì Nhưng mà tôi thấy thằng đi đầu không sao Thằng đi giữa lại bị vướng mìn ấy Trung nói câu Vướng mìn Như bị trứng lại nơi cổ họng Tất cả lặng đi không ai nói gì Cố nhai hết bát cơm Rồi lặng lặng buông đũa Xuân là người lo lắng nhất ngày mai phải vượt qua đồi tròn, mìn địch, mìn ta, răng như mạng nhện, làm sao qua nổi. Dù một người thuộc địa hình như tôi, qua đó còn suýt chết mấy bận. Một lúc sau, Xuân lôi bản đồ ra xem lại, đo đạc bằng bút chì, tìm hướng đi cho ngày mai. Nó xem hoài, xem mãi, như nhìn trong bản đồ, có thể tìm ra thấy từng quả mìn trải dọc, trải ngang quanh đồi tròn. Ngồi chấm ngâm một lúc, nó ngập ngừng hỏi tôi. Mình muốn nhờ đồng hương một việc. Sáng mai Đồng Hương có thể dẫn mình qua đồi tròn được không? Chỉ cần qua khỏi đồi tròn là được, mình cảm ơn nhiều. Đồng Hương biết rồi còn gì, ngày mai mình phải đi sớm, dẫn quân đi truy quét ở phía nam, có nghĩa là đi ngược hướng với đội hình D7, chỉ còn một cách duy nhất đi đường chính, đừng cắt rừng qua vệ đồi tròn, muốn cắt rừng thì phải qua hai bãi mìn của ta, phải phát hiện kỹ cọc tiêu chỉ đường. Ôi, nguy hiểm thế đi chục đường cũng sợ. Mìn nó chôn dưới đất, ai mà biết được. Tôi đã chỉ rất kỹ càng cho đồng hương rồi. Đời thằng trinh sát may hơn khôn đồng hương ạ. À. Cứ tin vào số phận, thật tỉnh táo vào. Một đêm chờ đợi xuất quân, sao khó ngủ thế? Đợt truy quét dài ngày, liệu tôi có gặp địch không? Có an toàn khi truy kích kẻ thù không? Tình huống trong 15 ngày, nhiều biến cố bất ngờ có thể xảy ra, chẳng biết đâu mà lần. Phía bên giường cạnh, Trung đang thở dài nghĩ tới cái gương vỡ. Lo đắng điểm gở sẽ vận đến với mình. Là thông tin đi giữa đội hình, chắc gì thoát khỏi lưỡi hái tờ thân. Chết sống là tại số mà. Cánh võng của Xuân vẫn đong đưa. Xuân không nói gì, nhưng tôi hiểu cảm giác này. Cảm giác của lính trinh sát trước ngày dẫn quân vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Cái chết luôn luôn đón nhận người đi đầu. Nguy hiểm chủ yếu là mình những quả mìn âm thầm la liệt chờ đợi người dẫn đường chỉ một giây lơ là thôi phía cuối hầm thành run gáy vang như sấm nó sống vô tư như vậy lại hóa hay dù cho thế giới có sụp đổ nó vẫn hồn nhiên mặc kệ lính thông tin hai oát đi giữa đội hình ngày lên sóng hai bận quăng dây dịch mất mã đánh địch đã có bộ binh mình lo cái nỗi gì sáng hôm sau tôi nhận gạo thực phẩm dẫn hai trung đội đi truy quét ở phía nam C6. Cái nơi mà D8 chúng tôi bị ba ngày khát nước, lúc đi đánh nông trường 31, An Long Vang trở về. Nỗi kinh hoàng của cơn khát vẫn còn ấn tượng mãi trong tôi và của lính C6. Đợt này đích thân đại đội trưởng Tô Than chỉ huy. Chủ yếu chúng tôi đi tìm những con suối, nơi rừng xanh, nghi có nước để địch tìm đến. Đợt truy quét 15 ngày không gặp địch, chuyến đi an toàn Chúng tôi trở về đơn vị, quần áo hôi mù, bàn chân thì phông rộp. Vừa bước chân đến sân đại đội, đã thấy Thành run mếu máu. Tuấn ơi! Đồng hương Trung mất rồi, nó bị vướng mìn sáng nay. Thằng Xuân đâu? Sao không thấy? Xuân trinh sát bị vướng mìn hy sinh ngay trong ngày đầu Tuấn đi truy quét đấy. Tôi nghe Thành kể tương tận về cái chết của Xuân. Nó không đi trên trục đường mà Xuân quyết định đi cắt rừng. Đi gần hết đồi tròn thì vướng mìn. Thằng Hải trinh sát sợ quá phải dẫn quân khiêng Xuân cắt thẳng ra đường cái. Cứ trên trục đường mà chạy. Đến ngầm C5 mới gặp lính chốt đường. Tội nghiệp thằng Xuân, một trinh sát dày dạn kinh nghiệm, đã từng chinh chiến từ biên giới Việt Nam, từng dẫn quân D7 đi an toàn khắp các ngã trên vùng đông bắc Campuchia. Vậy mà lại hy sinh nơi địa bàn hoạt động của chúng tôi. Tôi như người mắc lỗi với Xuân. Mình có khả năng dẫn đội hình qua đồi tròn an toàn mà không thể giúp gì cho đồng đội. Thế Trung hy sinh như nào? Sáng nay d bảy dẫn quân đi chốt đường. Mọi người đi theo dấu chân người đi trước. Trung đi giữa rất an toàn. Khi đi qua gốc cây đổ dưới chân đồi tròn thì Trung vướng mìn. Một quả mìn KP2 nhảy lên, đập vào đáy máy Silic 2W rồi nổ toang. Toàn bộ phần đũng quần phá nát trung đang nằm trong kho quân khí ngày mai đưa về tiểu đoàn khâm liệm đêm nay trăng sáng vẳng vặc ánh trăng mùa khô đỏ như máu rọi xuống cánh rừng xăng lẻ hai chúng tôi hai đơn vị khác nhau cùng gác chung một thi hài đồng hương lòng tôi nặng chịu nỗi buồn cho số phận sống chết thật vô tình là lính chiến có ai muốn chọn cái chết chiến tranh không chừa một ai từ người sĩ quan đến anh tân binh từ thủ trưởng đến anh liên lạc, từ anh đi đầu đến thằng đi giữa, đều ra đi, đều hy sinh. Ngày mai, ngày mốt, biết bao nhiêu ngày nữa, sẽ chẳng biết mình có được trở về quê hương để hưởng trọn vẹn những ngày êm ả, để không có những cơn thẳng thốt giật mình. Trung nằm đó thản nhiên, máu me bề bết vì chưa kịp khâm liệm, chỉ bó tạm trong cánh võng bằng những sợi dây rừng, không nén nhang không dầu đèn. Ở nhà Trung, trong cửa hàng, đầy ấp những vòng hoa cho khách, mà nơi này Trung chẳng có lấy nổi một bông hoa. Vĩnh biệt Trung, Vĩnh biệt Xuân, những người lính phối thuộc của D7 đã cùng sát cánh chiến đấu với D8 chúng tôi. Nhớ mãi một kỷ niệm buồn, mùa xuân năm 1981. Phùm Trom sáng nay tràn ngập màu áo lính, màu áo bị nhuốm bụi đất, mùa khô đỏ dọc mùi mồ hôi quyện mùi thuốc lá đậm đặc khắp trong phum tất cả lính ở các đại đội khắp nơi ngà dồn về hết về đây tiếng gọi nhau tiếng chửi thề ồn ào hoạt náo lính đứng lính ngồi phì phèo điếu thuốc dê ở trung tâm phum một căn nhà sàn lớn khá sạch sẽ là ban chỉ huy tiểu đoàn các thủ trưởng đang cặm cụi tính toán đường hướng hành quân trên bản đồ tác chiến lính thông tin trinh sát đã nai nịt gọn gàng Giữa Phum là một hội trường khá lớn do công xã của Pol Pot dựng lên. Những ghế băng la liệt, lính nằm ngả lưng. C8 hỏa lực đang tháo dỡ chân đế cối 82 DK 12 ly 7 để chuẩn bị hành quân. Bên ngoài sân, lính bộ binh đứng vòng trong vòng ngoài đang chọc ghẹo hai tên tù binh. Thì ra đêm qua, C6 bắt được tù binh. Hai tên cao lớn, một tên là đại đội trưởng, tên kia là y tá đều bị trói ngược cánh tay bằng dây võng rủ, Nét mặt căng thẳng tột độ, người trợn mắt, kẻ nhe răng, người giữ nắm đấm. Thậm chí có anh còn giít thuốc lá, phà khói vào mặt, rồi cười khoái trá. Đúng là tư thế của những kẻ chiến thắng, rất vinh vang và ngạo nghễ. Lúc này đây, tôi thấy chúng đâu có gì dê sợ. Chúng đâu có giống những tên đao phủ, cầm cuốc bổ xuống đầu, đồng bào vô tội của chúng. Đâu giống những tên ác ôn áo đen dám cầm dao cắt cổ các tù binh, rồi treo hàng chục xác không đầu của bộ đội Việt Nam lên cây cao để thị uy khi còn người ngoài biên giới. Giờ đây chúng đang run rẩy, yếu đuối, ánh mắt ăn năn van xin sự tha thứ của những người chiến thắng. Ngày hôm nay tiểu đoàn hành quân lên An Long Vang, tỉnh Siêm Diệp. Địa bàn này thuộc quân khu 7 hoạt động, nhưng vì họ chưa tới, đài kỹ thuật báo về Bọn địch đang tập hợp tàn quân ở đó, gom đủ quân số, chúng sẽ lập khu kháng chiến, phản công lại chúng ta. Đội hình chúng tôi đi trên con đường nhỏ, qua sườn San Ca, lên An Long Veng. Có ba người dân miên dẫn đường đi. Đi chưa đầy 5 km, thì được lệnh giải lao. Sao hôm nay ban chỉ huy hào phóng vậy? Mọi khi đi giặc cẳng, có được nghỉ đâu. Là một lính mới, trong những ngày đầu mở chiến dịch, ít khi được gặp địch đội hình hành quân đi như chơi. Địch thì cứ chạy dài, ít khi đụng độ. Tôi cũng muốn bắn được vài tên địch để còn chút kỷ niệm về thành phố, khoe khoang với các cô học trò cùng lớp. Mang tiếng là lính trận mà không nổ súng thì thật là xấu hổ. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ông Phú Dâu đi đến. Ông là tiểu đoàn phó D8, dáng người chắc nịch, bộ dâu quai nón xanh gì. Nhìn ông như một vị thủ lĩnh trên lương sơn bạc Ông thì thầm với anh Năng tiểu đội trưởng trinh sát. Tôi thì không tò mò khi họ trò chuyện. Nhưng lát sau, thấy các lính trinh sát cũ như Khoa, Hồng, Thanh Phun Dô lặng lẽ chuồn dần, còn chơi lại mình tôi bên ụ mối. Này Tuấn, đường lên An Long Ven còn xa, dẫn tù binh đi, không tiện. Ta phải xử bắn. Tôi phân công Tuấn đi bắn hai thằng tù binh. Chưa bao giờ tiểu đội trưởng lại có câu nói dịu dàng như vậy tôi rất cảm động vì mọi khi anh này toàn ra lệnh, ngay cả trong bữa ăn cũng dùng mệnh lệnh. Tôi thấy anh ta thật đáng mến, tôi hăng hái nhận luôn. Nhất trí ngay. Sợ gì, chắc cũng như bắn bia là cùng. Dạo huấn luyện, tôi bắn bia không tệ, cả ba viên đều đạt điểm 10. Tôi hăm hở sách súng đi đến hai tên tù binh. Cùng lúc đó, anh Lưu, người Bình Định, đi trước tôi 2 năm, lính C6, tay cầm khẩu AT dẫn hai tên tù binh ra một khoảng rừng anh lưu tháo đạn at trên nòng rồi lắp băng đạn ak vào lính tráng đứng theo hình vòng cung xem tôi và anh lưu xử tù binh tôi mở khóa an toàn mày bắn thằng y tá còn tao bắn thằng đại trưởng anh lưu nói nhỏ hai tên địch bị trói vào thân cây chúng không quẫy cựa những người trói vừa lui tôi và anh lưu giơ súng lên cả hai cùng bóp cò nhưng không ngờ tôi bật khóa quá mạnh, đúng vào nước liên thanh. Một loạt đạn dài bay chéo ngang thân hai tên, khẩu AK giật mạnh, khiến tôi không khống chế nổi. Còn anh Lưu đã xử gọn tên đại trưởng, nhưng thằng y tá không chết, nó vươn cổ gào to bằng tiếng khơ me. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào tôi đầy oán giận, máu từ ngực nó trào ra, chảy xuống đất, khô rừng khộp. Khẩu AK như tuột khỏi tay tôi, trúc xuống. Tôi không thể bắn được nữa, Tôi đứng ngây người, toàn thân tê dại như bị thôi miên. Thái dương tôi giật mạnh, chợt anh Năng tiến đến tên thủ binh, chĩa khẩu AK Ba Lan vào đầu tên địch, lạnh lùng bóp cò. Tai tôi ủ đi, mắt tôi như có cuồng phong trào ra. Anh Lưu dìu tôi về chỗ cũ, tôi bỗng nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái nhợt, tiện tay nốc hết bi đồng nước. Rồi đơn vị đi tiếp, để mặc hai tên địch chết đứng giữa rừng tôi đi trong đoàn quân như kẻ mất hồn hàng đêm khi nằm trên võng tôi lại nhớ về tên địch ánh mắt oán hờn tiếng kêu đau đớn của tên địch cứ chập chờn quanh tôi nó đi theo cả vào trong giấc ngủ cứ như thế trong vài ba tháng liền sự ám ảnh thật khủng khiếp trải qua nhiều trận đánh tôi cũng có phần nguôi ngoai và tự hỏi bọn khmer đỏ tàn sát nhiều người vô tội như vậy chúng có bị ám ảnh không hay sự chơ lì biến chúng thành ác quỷ ít lâu sau cũng ở phum chom sere chúng tôi lại bắt được một tên tù binh tôi vội chuẩn đi chỗ khác lần này ông phú giao cho anh em thông tin giam giữ khang hữu tuyến tra tấn bằng cách quay máy điện thoại khiến tên địch co rúm người lại nhưng nó không khai còn nghiến răng chửi lại bằng tiếng khơ me vài ngày sau một anh lính thông tin thư sinh nhận lệnh xử tử hình tên tù binh này vì quá mảnh, một thời gian sau anh đã bị tâm thần. Sau khi đánh xong An Long ven tiểu đoàn chúng tôi lại quay trở về phum trong xe, lập doanh trại. Lính được gần dân như cá gặp nước. Lính đi tung tăng khắp phum để đổi gà, đổi thuốc. Thời đó dân còn quý bộ đội, họ mời uống thốt nốt thỏa thê. Từ phum cam ba, cách dê bộ 13 cây số, vẫn có lính bộ binh C5 lác đác đi lẻ về đây nhận hàng quân nhu mà không cần trinh sát dẫn đường. Không khí hòa bình tràn ngập khắp nơi. Những đêm rom sông sập sình trong phum, các chú lính Việt ngày đầu còn bỡ ngỡ, tay chân cứng quèo, chỉ sau vài buổi đã nhuẩn nhuyễn theo tiếng trống, tiếng nhạc. Ánh mắt đã tự nhiên đưa tình với cô gái quá khơ mè. Dân tin bộ đội Việt Nam đôi khi còn báo cho biết địch vào phum để bắt. Một hôm đại đội 6 bắt được hai tên địch chỉ huy tiểu đoàn giao cho trinh sát chúng tôi cảnh giữ. Theo lời khai của chúng, thì một thằng là y tá, còn một thằng là anh nuôi. Hình như khu vực này không có lính chủ lực bộ binh, toàn bắt được lính hậu cần. Chẳng biết đánh đấm gì. Anh Năng tiểu đội trưởng trinh sát, trong khi họp tiểu đội, thường hay nhắc nhở. Các đồng chí phải cảnh giác trước tình hình địch, nhưng cũng phải thân thiện với tù hàng binh, nên đối xử tốt với bọn nó, không được có thái độ bắt nạt hoặc hành hạ tù binh khi cảm hóa được rất có lợi cho chúng ta. Trong khi làm lán trại lại phải thêm công việc canh giữ tù binh, thật là vướng víu. Chúng tôi trói tạm hai thằng vào hai gốc cây gần tiểu đội rồi tập trung đào trước hầm thùng. Đất đồi toàn sỏi, gan gà, cuốc nhát nào tóe lửa nhát đó. Mồ hôi túa ra nhễ nhại, đào cuốc mãi mới được cái hố nho nhỏ. Hai tên tù binh nhìn chúng tôi đào hố, nét mặt trở nên căng thẳng chúng sợ hãi tột độ. Nói những câu tiếng miên thống thiết van xin. Hóa ra chúng tưởng chúng tôi đào huyệt chôn sống chúng, nên rất sợ hãi. Bố mày làm nhà, mày có hiểu nhà là gì không? Khò khò như thế này này. Khánh sách vừa nói, vừa ra hiệu bằng hình ngữ nguyên thủy. Hai tay áp vào má, nằm xuống đất, giả vờ gáy khò khò. Thành phun rô, chỉ vào phun rồi hai tay chắp theo hình tam giác, đặt lên đầu lắc lư. Lúc đó hai tên tù binh mới hiểu, à thì ra tụi lính Việt Nam nó làm nhà, rồi chúng lại yên tâm chăm chú theo dõi công việc của chúng tôi. Cả hai tên vẫy chúng tôi lại, ra hiệu muốn có ý giúp một tay. Tiểu đội phó khoa còn lưỡng lự, Trần Hải đế vào. Không lo đâu, ta cầm súng, nó có biểu hiện gì thì bắn luôn. Quả nhiên công hiệu thật, hai con robot nhãn hiệu Khmer hoạt động trơn chu chúng đào theo hàng lối hết lớp này xuống lớp kia vuông thành sắc cạnh theo ý muốn của chúng tôi có thêm bậc tam cấp bằng đất vuông vắn đi xuống vừa rộng vừa đẹp lại phẳng phiu đã thế chúng còn lấy vồ đầm cho nền đất bóng loáng lên buổi chiều anh năng đi đánh domino ở trung đội thông tin về nhìn thấy hầm đã đào xong mừng ra mặt tôi biểu dương các đồng chí đã chấp hành mệnh lệnh cùng nhau đoàn kết tiến bước vào hầm nâng cao quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ anh năng tiểu đội trưởng là người hoài nhơn bình định da trắng mặt đầy trứng cá mắt lươn tóc xoăn có cái đuôi dế sau ót khi nói toàn thấy mệnh lệnh mà giọng nói hơi nhỏ nhưng cố gắng gằn lên cho có uy lực thành ra có vẻ như bị tụt hơi anh thường giao lưu với các hàng ngũ cán bộ thú vui là đánh domino tiến lên và nhậu nhẹt anh rất hay la cả ở các trung đội trực thuộc hoặc ở khu vực hậu cần vì ở nhà anh đã lập trình sẵn cứ thế mà trôi chảy kể ra cũng rất nể phục một người anh cán bộ biết cách quản lý tiểu đội như anh anh chỉ xuất quân khi nào có chiến dịch mở ra anh theo cán bộ tiểu đoàn để nhận mệnh lệnh về giao cho tiểu đội tôi ít thấy anh cầm địa bàn đạp rừng như chúng tôi không sao người chỉ huy là vậy một người biết lo bằng cả kho người làm mà. Hai tên tù binh trở thành thành viên trong tiểu đội chúng tôi, nhưng vẫn phải trói, đêm vẫn phải ngồi gác chúng. Ngày chúng vẫn hỗ trợ chúng tôi làm hầm thùng, cứ chặt được cây to là chúng tôi dẫn chúng đi vác về. Cả một đống cây kè hầm đồ sộ mà chúng tôi không hề mảy may, đau vai nhức xương. Việc trẻ che tuốt mây, đan lát, chúng làm rất thuần thục. Hai tên tù binh cũng được yêu ái rất đặc biệt Hai thằng được một chậu thao cơm to, lại được một lon thịt hộp. Tiêu chuẩn này nằm mơ lính chúng tôi cũng không có. Thuốc lá thỉnh thoảng chúng tôi vẫn cho một điếu, nước giọt đến tận miệng, đi ngủ lại có người canh gác, đi cầu có kẻ đứng gác. Có lẽ tù binh như bọn mày sướng hơn cả sĩ quan, vì công tác binh vận nên các tù binh trong thời kỳ này được ưu đãi. Tôi thấy các thủ trưởng cũng đối xử tốt với chúng. Hồi đầu giải phóng, chúng tôi nghỉ chân ở một phum gần cầu cháy, gặp ngay một tốp lính d chín, trong đó có thằng Mì là đồng hương chúng tôi, đang áp giải một đám tù binh bắt được ở dãy núi Tà Ben. Tay bị trói đang ngồi dưới chân nhà sàn. Ông Cường chăn Việt trung đoàn trưởng cùng hai lính vệ binh phóng xe jeep đỗ xịch bên đường, chẳng thèm hỏi thăm lính một câu, vội bước xuống, bắt tay vỗ vai, nói chuyện thân mật với bọn tù binh như anh em rồi bảo các lính phải chăm sóc chu đáo. Thắng mì ngồi trên cầu thang nhà sàn nóng mắt, nói vọng xuống. Cán bộ đéo gì mà không thèm hỏi thăm lính tráng một câu. Có mệt không? Đã ăn chưa? Đi bắt tay mấy cái thằng tù binh thua trận. Thật là buồn cười. Cậu tên gì? Ở đơn vị nào? Cậu sẽ biết tay tôi. Tôi binh nhất, lính bộ binh D9. Còn nước cuối nào nữa không, thủ trưởng? Kể ra thủ trưởng bắt tay thân mật với tù binh không sao, rất nhân ái, nhưng ít nhiều cũng có lời biểu dương tinh thần lính tráng một chút để cho chúng khỏi phải tủi thân. Đằng này ông chẳng nói gì, vô tình đụng đến lòng kiêu hãnh vời vợi của thằng lính tầng móng, làm gì chúng tôi chẳng nổi sung lên. Hai tên tù binh quấn quýt bên chúng tôi, chúng làm giúp cho chúng tôi rất nhiều công việc, có nhiều lần cho chúng đi tắm, tiện thể gánh nước về một võng cho tiểu đội. Chúng tôi tay sách súng diễu dệt Dắt hai thằng tù binh vào phum không cần trói Chúng vui lắm Chúng còn biết cách xin thuốc của dân Mang về cho tiểu đội xài Ông Phú Dâu nhìn hai thằng tù binh Gật gù nhận xét Có tù binh lính trinh sát tụi mày khỏe ra Căn hầm thùng lại to nhất tiểu đoàn bộ Chúng em tự làm Đâu có dám bắt tù binh lao động khổ sai Thủ trưởng đùa chúng em rồi Tụi mày tưởng tao không biết sao phải cảnh giác đấy địch chứ không phải là dân đâu một hôm xe ô tô của trung đoàn chở hàng quân nhu về tiểu đoàn chúng tôi được cấp một bao tải sữa bột chia về các bộ phận lính vui khôn kể bốc lấy bốc để tôi lấy nước nóng pha một chậu sữa uống trước rồi mang đến mời hai thằng tù hai thằng này thích quá uống luôn vị sữa không tệ chỉ có điều pha kiểu gì cũng không thể tan hết cục được nhưng vẫn ngon Thỉnh thoảng những cục sữa nằm trên hàm tan dần xuống cổ họng ngọt lịm. Hai thằng khoái chí cười phô hàm răng đen sì. Điểm ít cặn sữa, nhìn vừa vô duyên vừa tức cười. Một lúc sau thằng y tá ôm bụng, đấm đít mặt nhăn nhó. Rồi thằng anh nuôi cũng vậy, nó ra hiệu đi cầu. Tôi dẫn chúng ra sau nhà trinh sát, gọi thêm khánh sách, cảnh giới cùng. Lúc này bụng tôi cũng sôi ủng ục, cũng nhanh tay tháo quần. Khánh cười. Bụng dạ địch ta gì mà yếu thế Tao uống mấy cốc có sao đâu Vừa dứt câu Mặt khánh sách nghiệt ra Cũng nhanh chân ngồi một góc Bốn thẳng bốn góc Như bốn bức tượng chấn yểm phong thủy Chẳng nói chẳng rằng Mặt ngây dại chờ đợi từng đợt sóng trào Địch ta đều như nhau Tông ngồng phơi bài phồn thực Mặc cha đời Lúc này còn xấu đẹp gì nữa Ngày hôm sau, hai tên tủ binh chia tay chúng tôi theo xe lên trung đoàn về trại tù binh. Chúng cảm động rơm rớm nước mắt. Tuy một tuần mà đã có cảm tình với nhau. Chúng tôi bắt tay, vỗ vai, tuy không biết tiếng mà như hiểu được lòng nhau. Chúng tôi nhìn theo cho đến khi khuất bóng tận cuối phum. Lòng thầm mơ ước cho chúng cải tạo tốt, thay thế chúng tôi sớm ngày nào hay ngày ấy, để đoàn quân chúng tôi được nhanh chóng về nước, để được chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam dù có phải hy sinh, chúng tôi cũng vô cùng thỏa mãn. Vài tháng sau, D8 chúng tôi không còn yên ổn. Chúng đã tập kích vào C5 trên Campa. Làm bị thương mấy thằng đồng hương, rồi phục kích làm hy sinh hai cán bộ đại đội ở cuối phung cam tin. Khi vận động lên ứng cứu anh Hà Huy Lan, thấy anh Nguyên hy sinh. Cạnh đó là một tên địch bị hạ gục, mặt sấp xuống vũng bùn, Nhìn kỹ lại chính là tên tù binh anh nuôi mà chúng tôi đã từng canh giữ. Hắn bị du kích phun giềng, bổ thêm một nhát cuốc nữa, rồi kéo xác xanh sạch vào rừng xanh. Hết phần 5